Sáng nay, ngày 18 tháng 7, tại Đà Nẵng, Ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án của Đảng đoàn Quốc hội về tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Qua các nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành hoạt động giám sát Hội đồng Nhân dân một cách chủ động nghiêm túc với nhiều cải tiến đổi mới và tính chuyên nghiệp hiệu quả cao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tập trung hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhiệm kỳ 2016-2021, tính đến tháng 10 năm 2020, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức 1.129 kỳ họp, trong đó nhiều địa phương đã tổ chức thêm từ 2 đến 16 kỳ họp để giải quyết những vấn đề bất thiết tại địa phương. Theo dự thảo đề án của Đảng đoàn Quốc hội về tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp đã tập trung đánh giá rõ thực trạng quan hệ công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan khác thuộc Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp, bao gồm các thực trạng quy định của pháp luật, thực trạng công tác giám sát, thực trạng công tác hướng dẫn hoạt động và các công tác khác thuộc thẩm quyền dự thảo cũng đưa ra các nhiệm vụ giải pháp cũng như kiến nghị đề xuất cụ thể để đạt mục tiêu tổng quát là góp phần đảm bảo sự thống nhất và phân công phối hợp kiểm soát quyền lực nhà nước ngày càng hợp lý phát huy hiệu lực hiệu quả giữa quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong triển khai các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định trên cơ sở dự thảo đề án tại hội thảo, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên đã tham gia nhiều ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề về tính hợp lý của bố cục đề án, các nội dung cơ bản để đánh giá thực trạng và các giải pháp cụ thể đề ra về vấn đề tăng thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân việc xây dựng chương trình nghị quyết của cả nhiệm kỳ cùng nhiều nội dung quan trọng khác nhằm hoàn thiện hơn nữa đề án.